Bộ phim Đi giữ trời được lở đang gây sốt quả mạng. Bên cạnh cặp nam nữ chính là Bu và Chải thì nhân vật ông Sườn, bố của Bu cũng được netizen Việt quan tâm. Nam diễn viên đảm nhận vai này là nghệ sĩ Minh Hải, có lối sống đáng nể. Một nhân vật xuất hiện khá nhiều trong phần đầu của phim là ông Sườn, bố của Bu. Ông Sườn làm nghề thuốc nhưng nghiện rượu, nợ nần sĩ diện. Ông là người 5 lần 7 lượt muốn gả Bu cho Chải để xóa nợ. Trong một số tập, ông Sườn còn ngăn cản con đường xuống dưới xuôi học tập của con gái khiến khán giả phẫn nộ. Nếu như nghệ sĩ Tuấn Hoàng Hải vai ông Chiểu, bố Chải khá quen mặt với mọi người, thì ông Sườn lại chưa được khán giả nhớ đến nhiều. Ít người biết rằng, người vào vai ông Sườn trong phim là nghệ sĩ Minh Hải, diễn viên của nhà hát kịch Việt Nam. Hơn 20 năm theo nghiệp diễn, nhưng từ 15 năm nay, nghệ sĩ Minh Hải được nhắc đến nhiều hơn khi hóa thân ấn tượng các vai diễn về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về cơ duyên vào phim Đi giữa trời được lở, nghệ sĩ Minh Hải cho biết, cuối tháng 4 năm 2024, đoàn phim liên hệ với anh để mời vào dự án, anh nhận lời ngay. Đây là phim truyền hình dài hơi nhất mà anh tham gia. Khi vào phim này tôi không áp lực vì mình được học chuyên nghiệp nên vai nào cũng diễn được. Vai diễn của tôi là một người nghiện rượu, hay mắng chửi mọi người, nhưng sâu thẳm bên trong là một người rất thương vợ, yêu con. Tôi thấy ngoại hình của mình khá giống người dân tộc Dao. Có buổi trưa tôi ngã lưng tại bối cảnh, một người dân bản địa vào hỏi, bác cho cháu mượn cái nồi. Tôi nói mình ở đoàn làm phim, lúc đó mấy người trong ekip cũng cười. Chắc tạo hình của tôi giống người dân tộc miền núi nên dân bản địa nhầm. Nghệ sĩ Minh Hải kể lại, nam nghệ sĩ nói, đoàn phim đã phải ở lại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng một thời gian dài. Họ đã có thời gian gần gũi trò chuyện với người dân nơi đây. Nhưng trong thời điểm đó, Minh Hải đã phải cố gắng 200% phải sắp xếp thời gian để công việc ở Hà Nội để không bị chồng chéo. Minh Hải cho biết, thời gian đó rất mệt vì tôi đang tập vở Đêm Trắng và Biệt Đội Báo Đen ở nhà hát kịch Việt Nam. Tập xong, tôi lại lách 2-3 ngày để lên Cao Bằng quay phim, rồi lại về Hà Nội tập. Khó khăn hơn nữa là lên Nguyên Bình không phải lúc nào cũng có xe. Một ngày chỉ có vài chuyến xe ghép đi theo giờ cố định, nên tôi xác định làm phim vì đam mê. Tôi sẵn sàng bỏ hết các xe để di chuyển giữa hai nơi cho kịp thời gian. Cứ tập xong ở nhà hát, tôi đặt chuyến xe 3 triệu lên Cao Bằng và ngược lại. Có những ngày quay phim xong, 1 giờ sáng tôi lên xe chạy về Hà Nội để kịp 9 giờ sáng tập vở cùng anh em. Khi vào vai Sườn trong phim, Minh Hải nuôi râu, nuôi tóc để tạo hình nhân vật mà không cần hóa trang. Anh cũng bàn với đạo diễn Đỗ Thanh Sơn để làm sao những câu thoại của ông Chiểu và ông Sườn có sự nhắm nhẵn, hài hước nhưng lại ngang cơ nhau vì hai ông bố chơi với nhau từ bé, ngang hàng nhau. Trong phim có những đoạn ông Sườn e hèm bạn diễn là do tôi tự nghĩ ra để phim đời hơn, có những nhấn nhá gây chú ý với khán giả. Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn là người cầu toàn nên rất cẩn thận khi quay. Đặc biệt, anh cũng tạo cảm hứng cho diễn viên ở những cảnh quay khó. Nam nghệ sĩ chia sẻ, Minh Hải cho biết, sau khi phim chiếu được những tập đầu, khi đi ra đường cùng con gái, khán giả nhận ra anh và hỏi han. Nhiều người gọi anh là bố Bu ông Sườn. Anh chia sẻ rằng, các diễn viên trẻ trong phim như Thu Hà Seri, Long Vũ có cách diễn rất hay. Vũ là con nhà nòi nên diễn rất duyên, còn Thu Hà rất cố gắng, chịu khó học hỏi. Trong vài phân đoạn, tôi cũng chỉ bảo cho Hà để diễn hay hơn, Minh Hải kể.